Hôm nay là ngày 24 tháng 6 24 giờ là gần 5 giờ sáng rồi. Vợ chồng mình lại tiếp tục một cuộc hành trình. Nay là mình thích thì mình lại đi một chuyến Đà Lạt nữa. Rồi con cái rồi nó đang rảnh rỗi đó, mình còn sức thì mình còn đi, mình đi phượt bằng con ngựa sắt già của mình. Đây hai chồng mình tự chạy xe đi Đà Lạt, mình đi phượt bằng nhà mình. Lên nói đi, móc được chưa? À, lên xe ngồi đi. Quang cảnh còn rất là sáng sớm, ai cũng còn ngủ hết. Mình đi giờ này mình tránh kẹt xe quốc lộ 1 thì đây ra suối Tiên, ra ngã ba Vũng Tàu. Đường xá còn vắng lặng, có mấy ông cũng mới đi tập thể dục đó. Hai chồng già mình lên đường đi Đà Lạt. Hồi đó giờ mình đi nhiều chỗ lắm rồi, mới hôm từng rồi mình cũng làm hai chuyến Vũng Tàu, chuyến đi nhà, chuyến đi khách. Nhưng mà đặc biệt là mình phải đi cánh Đà Lạt ngộ vậy. Đường xá nó đẹp, không khí nó mát mẻ. Rồi bây giờ là 6 giờ hơn, mình đi được 1 tiếng hơn rồi. Giờ mình đã tới thị trấn Cảng Bơm đó. Giờ mình ghé đây mình ăn sáng nè, ăn hủ tiếu Nam Giang cũng được lắm, tô có 30 ngàn. Má bê đó, má bê đó, tô có 30 ngàn. Phương Lộc Phát đã tới Định Quán. Đó, lại đến hiện lại lên, cứ đi Đà Lạt là phải đi qua những cái hòn chồng. Nói bà giọng là thanh. Mình đã đi được 2 tiếng mấy rồi. Đó. Xuất phát ở nhà là 5 giờ kém 15. Đó, ở đây đặc biệt là hai hòn nó lại ra tới ngoài mép đường luôn mà người ta không bắn được, ở ngay khu dân cư. Buộc lòng phải để là đây là Định Quán, thị trấn Định Quán cũng là mới có hơn 100 cây số. Đây là quê hương của ông Nguyễn Văn Lộc và nhà rể ổng là thằng Duy. Ổng thì qua rồi, còn đây là của bên thằng Duy, giáo xứ Định Quán. Tới Tân Phú trời cũng bắt là có mưa nhỏ rồi. Ơi các bà già má, một bà kiểu này dễ bị hâm ra trong đụng. Đã tới Tân Phú trời có mưa nhẹ, âm u, thời tiết nay không được tốt. Tân Phú 3 tiếng hơn rồi, tới được Tân Phú, đường xá thuận lợi sáng giờ. Biển này xã gì chả hiểu, đang thành phố mà xã cái gì. Địa phận Lâm Đồng đó, xa xa thấp thoáng núi rồi đó. Tới đèo chuối sắp tới rồi. Trời âm u. Đó, núi thấp thoáng đẹp ghê không? Đó, đây là không có mưa mà. Không có mưa. Thấp
tới cầm tấm ấy cầm thảo đó, núi đồi thấp thoáng rồi sắp tới đèo chuối đèo Bảo Lộc. Mới 8:20 à. Đám cưới. Ừ, ổn ha. Đó, đẹp chưa, núi đẹp chưa. Đó, trời cống mây rồi. Đẹp quá. Má bê, má bê. Đây là một chuyến Đà Lạt thứ ba mà mình đi bằng xe nhà, chưa tính là mấy chuyến Bảo Lộc. Cứ có xe nhà hứng lên xích đi, cứ còn khỏe là còn đi. Thấp thoáng đó, chuẩn bị vô đèo Bảo Lộc rồi. Núi đồi phải không? Núi đồi thấp thoáng rất là đẹp. Đó là mình âm u rồi. Trời đồi là núi. Âm u. Đó, xa xa sương mờ trên đỉnh núi không? Ồ, giờ lại mưa râm râm nữa. Mà mưa rất là mau tạnh. Đèo Bảo Lộc, địa phận đèo Bảo Lộc. Đó, bắt đầu vô đèo Bảo Lộc. Vô đèo Bảo Lộc rồi đó, mình lên ta xuống kém 15:09 giờ, mình đã xuất phát từ 5:15 tới đây rồi, 9:15 đúng 4 tiếng, đúng 4 tiếng tới đèo Bảo Lộc. Trời âm u quá. Quá âm u. Đó, xa xa sương quá trời. Rất đẹp. Thôi cầm bấy đi chứ qua đi lại nói gì. Đây là lên cầu Ren. 11:29 lên đèo Ren. Trời cũng khá âm u, nhưng mà không có mưa. Trời âm u. Đây tài xế đi từ 5:15 tới bây giờ. Thấy không? Thấy. 5:15. Đó, quay qua quay lại. Đó, đèo Ren. Đèo Ren mới rất đẹp. Thẳng tốt rõ ràng. Đèo Ren mới rất đẹp. Quay đi. Đèo quay có nhiều. Đèo Ren rất đẹp. Thông. Thông. Đó, lên đèo Ren. Mở rộng xong rồi, rất là đẹp. Đó, núi xa xa. Rất là đẹp. Chúng mà đi từ 5:15 bây giờ là 11:30 đúng. Đã leo lên được đèo Ren rồi, còn 10 phút nữa vô tới nội đô Đà Lạt. Đó bụng rồi, chút vô Đà Lạt kiếm cơm ăn. Ăn rồi 6 giờ tới giờ rồi. Xe lên xe xuống gặp nhiều. Vậy thôi, người đi kể về. Ủa, thấy không?
thông rất đẹp. Cho chạy được 60. Uống rượu quanh co khúc khỉu vậy thôi. Đây là khách sạn mình ở đây, thấy không? Bông đẹp quá ha. Đấy. Gặp mưa phùn cho nên ghé quán uống cà phê. Mưa phùn hả? Mưa phùn. Má về ra cái đang mới về xích hàng cái gặp mưa phùn, ghé cà phê, đây cà phê sữa đá, cà phê sữa nóng cũng được, có 17.000 ly rồi, quán cũng lịch sự đó. Đây là đường Hai Bà Trưng. Thung lũng tình yêu. Đi cấp ra đi cầu kính rồi bà, ta đi cầu kính rồi. Đó, cầm gì thấy cái màn hình không? Đó, cầm về đó đưa đưa. Quay mấy cái.
đường cao ấy thì mới đi hết đường kỳ đó, nó nhỏ rồi đó. Đó quay lại chỗ nào đèn sáng quay đó. Đưa lên đi. Nói đó Đà Lạt về đêm đó, Đà Lạt về đêm nè, rất là đẹp. Thôi con gà giờ đêm đây khách sạn rất là đẹp. Chuyên bắt hotel Đà Lạt đã ghê rồi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Không bố. Đậu hai bên đường ha. Lan.
Dốc 3 tháng 2 đó là lạc sáng sớm 6:30 ta tôi về trễ lắm vắng đó, giờ hai chồng mình đi ăn sáng gần khách sạn cũng được lắm. Ăn chưa? Muốn bò nè. Muốn bò. Bò kho. Sáng thứ ba 25 tây tháng 6 sáng là lạc chưa 8 giờ trời nắng hồng rất là đẹp đó, đây là thiền viện Trúc Lâm đó, mình đi thấp điểm nên là chỉ là sớm nên cho nên vắng xe rồi cũng ít. Dễ thương không? Dễ thương ha. Cưng quá. Cưng ghê không? Thương, cưng ghê không? Trúc Lâm này miễn phí vé đây, nhưng mà người ta đầu tư rất là đẹp không? Ừ. Năm nào đi cũng ghé đi, nó rất là đẹp, quá đẹp, bông đẹp quá, nó tầm cấp lên rất là đẹp, hoa trắng kìa, biết không? Ông giỏi thế thì giỏi gì, chơi chơi dê này tua xuống nữa. Nắng đẹp ghê. Hai bác để em chụp mấy thợ em truyền điện thoại cho hai bác cho 10.000 sẵn cho. Dạ thôi được rồi. À, mấy chuyên nghiệp tôi đi qua em quen thầy nên em giới thiệu bấm nha, sáng đẹp lắm. Nét mấy khi chơi lưu Facebook cho dễ coi. Thôi. Mời bạn mình đến mời bạn mà.
Ồ, chú đẹp trai mua cái camera đi quay nữa hả? Đó này quá thành điệu luôn. Mua cả mấy camera đi quay này có gì cả. Anh đây là bông này quay chưa anh? Rồi. Quay nhưng mà chú quay từ từ, chú quay nhanh về quay chóng mặt. Hay quay quay phim nó từ từ thôi. Được. Mình đừng đi nhanh quá, mình chưa muốn về mình coi không được đâu. Quay nhanh quá là về là mặt mình chóng theo nó luôn. Nó đẹp quá rồi. Nè, chúng ta đang quay. Đấy rồi. Xin phép. Xin phép. Xin phép. Xin phép. Tượng Phật bằng ngọc bích nha. Này, đấy chị lớn hơn nó là chị ngồi trước đó, có nhìn thấy gì không? Không. Chấp đều, ý đi mắng trượt 250 để xếp hàng. Để chị lái 10 km/h thôi. Thôi thương, mày ngồi sau lắm. Đừng lái cửa đó. Đi 10 giây còn gọi gì là đi phải xếp hàng. Chị ở nhà đi. Không mua má, vật người ta mua vé vừa ở nhà. Mắt chớp chớp rồi đấy. Đi nhé. Không, tôi ngồi trước. Bà ngồi trước tôi mới lấy được. Lên đi. Cứ bình tĩnh đi. Chú ngồi sau lên trước chú. Rồi, ngồi sau lên trước. Sau lên trước. Bỏ chân nó luôn, bỏ chân nó luôn. Rồi. Rồi. Cầm một cái nha. Chú bỏ chân lên đi chú. Bỏ chân lên anh. Nói gì nói này, hành trình đi mấy được. Khoan chưa chở. Chuẩn bị xuất phát nè, hành trình đi mắng trượt. 250 một vé khứ hồi. Lấy tới là đi gì? Lấy tới là đi. Chạy lẹ lên nha, chạy lẹ lên. Rồi chạy nhanh lên. Nhanh lên nha, dưới đèo.
Rồi. Để tới rồi đi nha chú. Rồi đẩy tới đi anh. Rồi đi. Đi. Wow, bắt đầu. Bắt đầu hành trình. Wow. Mình đi Đà Lạt mấy lần rồi nhưng mà mình không có đi Máng Trượt. Đó, kỳ này là mình mới vợ chồng mình mới đi Máng Trượt. Wow. Đó, đi Máng Trượt. Wow. 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 À, có gì đâu. Wow. Wow, hành trình Máng Trượt. Wow. Wow. Dưới nam nè, dưới nam. Dưới nam nè. Wow. Wow. Ừ, khám ăn chứ anh. Wow. Wow. Dưới nam nè. Wow. Dưới nam. Wow. Chạy đi. Wow. 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 Nhỏ đó tháng là tháng theo à, có thể biến. Wow. Đương nhiên anh, thương xe sao anh? Dí đi, chạy lẹ đi. Dí nè, dí. Wow. 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 Ừ anh. Wow. Ơi. Wow. Wow, rồi xong 500 ngàn. Không, còn rút nữa. Còn rút nữa. Bị ùn tắc rồi. Bị ùn tắc rồi. Chạy lên. Bị ùn nữa. Ùn dài lắm bà. Còn không? Còn. Wow. Bị ùn rồi. Bị ùn nữa không chạy. Tới anh, tới anh. Ừ. Wow. Đó, lên lên đó hả? Có không? Tới đi, tới đi. À, cái này nó làm sao nè, anh nhớ không? Kỳ mình đó đang là ô còn lên hả? Nó kéo lên. Không đáng anh giỡn đâu. Rồi chạy đi em. Không, tự nó kéo lên. Dạ hả? Đó nó kéo lên đó. Mua tôi kéo kìa. Đây cái đá kìa. Kéo gì lên. Ồ, lên cao anh. Đồn lên cao anh. Này mới anh. Lên cao anh. Đồ. Đồ. Hay anh. Không cũng đáng chứ ông. Đồ. Đáng rồi. Ừ. Giờ 250 nó kéo mình lên đúng rồi ông ơi. Ồ. Wow. Nó kéo mình lên. Wow. Wow, xuống nè. Wow. Wow. Wow.
rảnh đó. Wow, xuống nè. Wow, không đáng anh. Ờ, dạ, hồi xưa nhiều. Wow. Ủa anh. Ừ, đã anh hen. Ờ. Wow. 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 Sao không đáng không chưa đáng con lên 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 rồi kết thúc hành trình. Khoan em Anh đi giỏi trời nắng. Trời nắng đẹp quá. Chả nhà bế mở cửa từ 7 tới 15 giờ. Đây là toa xe lửa từ Đà Lạt đi Phan Rang của Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm. Kỷ niệm nè. Đó, từ Đà Lạt mình đi Phan Rang quá hay. Đó, đây rồi. Đây là một cái lầu. Đó, có số đồng bào. Rồi chạy bằng hơi nước. Đúng rồi, xe lửa cổ. Đó. Mấy bánh xe của nó hồi xưa đúc gan. Ừ.
gửi cho Xuân là gửi về cái nhóm nhà trang nhá. Đây. Cao tốc Liên Khương. Mây trên đỉnh núi. Ngay dân đỉnh núi. Đó đẹp trời cũng nắng đẹp ghê luôn. Tới Di Linh và đi tới Di Linh là gặp hai cây bự. Đẹp quá. Đi tới Di Linh là có hai cây bự. Bự thật bự luôn.